Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Là đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, đúng tháng 11, tháng 12 âm lịch năm Quý Mão 2023. Được thần tài báo mộc, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Chấn động chưa từng có, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, nắm được thiên cơ, biết được mệnh trời, tiền về tới tấp, đổi vận cực giàu, đúng 2 tháng cuối năm 2023. Quý vị thân mến, nếu ai hỏi tôi rằng điều gì khiến tôi rơi vào bế tắc nhất, khó khăn nhất thì đó chính là những chuyện liên quan tới tiền bạc. Quý vị thấy có đúng không ạ? Nhất là chuyện nợ nần tiền bạc đã khiến ta khổ sở vất vả bao năm, thức trắng bao đêm mới lo toan trả hết được nợ, thậm chí hiện tại vẫn đang nợ ngập đầu mà chưa biết ngày nào mới trả được hết thế. Nhưng cuộc sống này vốn dĩ được hình thành từ đầy rẫy những chông gai, thác gành, ta hãy học cách mỉm cười để vượt qua chặng đường khó khăn này. Chỉ cần ta không bỏ cuộc, vượt qua khó khăn thì sẽ chiến thắng số phận nghiệt ngã, làm chủ cuộc đời của mình. Xem tử vi chọn đời tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, trời sinh số mệnh đắc tài phú, số này định rằng khi tiền vận phải chịu nhiều khó khăn, vất vả và sự túng thiếu trăm bề, nhưng bước sang giai đoạn cuối năm 2023, cuộc sống của bạn sẽ nở hoa. Khi đúng tháng 11 và 12 âm lịch tới này, bất ngờ phát tài, trúng lớn, tiền về tới tấp, nếu cô bác nắm bắt được thời cơ mà chuyển vận, thì tiền bạc ắt đầy tay, giàu có đầy nhà, nợ mấy cũng trả sạch. Vậy vận trình tử vi của tuổi Bính Ngọ trong 2 tháng cuối cùng của năm Quý Mão sẽ diễn biến như thế nào? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi chú ý theo dõi phần luận giải chi tiết ngay sau đây quý vị nhé! Quý vị thân mến, đôi khi cố gắng là không đủ, may mắn mới là thứ bạn cần, nhưng nếu bạn ngừng cố gắng, thôi nỗ lực, thì có khi thời điểm vận tới bạn lại để may mắn vụt mất qua tay. Nên cố gắng và nỗ lực là cái gốc, gốc đủ lớn thì mới chờ được mưa thuận gió hòa mà kết trái đơm hoa. Bạn cô độc, bạn gào thét, bạn khóc than trong tuyệt vọng, nhưng người đời sẽ không buồn ngó nghiêng chẳng, buồn thương hại, đấy là sự tàn nhẫn của nhân tâm, bạc hạnh của nhân tính. Lắm lúc người thân còn chẳng bằng người dưng, người bên cạnh còn lạnh hơn cả người trong xã hội, nên ngoài bản thân bạn sẽ chẳng có ai vực bạn dậy được cả. Và cũng cần nhớ mệnh thiên hà thủy thường được trời giúp ở phút 90 của trận đấu. Nếu bạn đang ở phút 88,89 trong giai đoạn quan trọng của cuộc đời, cố gắng thêm một phút đợi đất trời giang tay. Trong cuộc hành trình của cuộc sống, ta luôn có hai sự lựa chọn chính. Một là để đời xua đi đâu thì ta men theo đấy, để mệnh đẩy đến chốn nào thì ta đứng ở chốn đấy. Đây là thụ động, còn lựa chọn hai dĩ nhiên là lựa chọn chủ động. Bàn tay ta làm nên tất cả, có chí định vạn sự tất thành công. Để làm được lựa chọn thứ hai, bạn cần phải hiểu bản thân bạn, con người bạn, sự thông tuệ của bạn, trong kiếp nhân sinh lâu dài sẽ là tựu thành lớn nhất mà bạn đạt được trong đời này. Đầu tư vào bản thân sẽ là một trong ba cuộc đầu tư quan trọng nhất mà ta cần chú trọng, nên bạn cần phải học cách để thích những điều mà bạn làm, tự hào về những điều mà bạn đạt được dù là nhỏ nhặt. Bạn phải biết mình là ai, mình mong là ai, muốn trở thành người như thế nào. Bạn phải biết yêu quý trân trọng lấy chính mình, thích cách mà mình sống, thích cách mà mình làm việc, thích cả những điều mình đã làm đúng và thậm chí thích cả những lựa chọn mà mình đã chọn sai rồi. Sau đấy miễn là tự vẫn rồi chuyên tâm sửa đổi được. Đừng đánh mất sự tự tin, đừng gây ra cho chính mình quá nhiều áp lực. Hãy nâng lưu và tin tưởng cùng trân trọng chính bản thân bạn. Đặt bản thân bạn đứng ở vị trí ưu tiên hàng đầu trong các danh sách cần ưu tiên. Điều này không phải sự ích kỷ. Yêu thương chính mình, tôn trọng chính mình là khởi đầu bước một để vũ trụ, để thế giới, để cuộc đời này dịu dàng với bạn nhiều hơn. Nhỏ hơn chỉ là có đôi lúc ta lãng quên đi chính mình, có đôi lúc ta tự khiến ta vô hình, giống bươm bướm vậy, không nhìn thấy được đôi cánh của chính nó nên không biết rằng mình đẹp đến thế nào.
Và khi bước qua tuổi 58 của cuộc đời, Bính Ngọ thường đã trải qua rất nhiều thăng trầm, gặp qua rất nhiều kiểu người và rất nhiều sự tình. Năm tháng vô tình, chớp mắt đã đẩy người ta xuống nửa dốc cuộc đời. Đến độ tuổi này, hẳn rằng chúng ta cũng nên lựa chọn cách đối mặt với cuộc sống ở nửa đời còn lại, để thanh thản và mang lại cuộc sống bình yên cho bản thân mình. Có lẽ bản mệnh nên làm ngay 3 điều ở dưới đây. 1. Tiết kiệm tiền. Cảm giác an toàn to lớn nhất. Một số người nói, tiền không thể tiết kiệm mà thành, chỉ có kiếm mà ra. Nhưng nếu bạn vốn không kiếm được nhiều mà vẫn không biết cách tiết kiệm, thì chắc chắn khi cuộc sống gặp biến cố, bạn sẽ trở tay không kịp. Khi muốn thử thách bạn, đời sẽ không bao giờ kiểm tra những gì bạn đã chuẩn bị, mà chỉ thứ bạn đã bỏ qua. Những người tiêu xài quá mức mà không có sự tính toán và chừng mực cũng là đang bòn rút tương lai của họ. Đặc biệt, khi con người ta bước vào tuổi trung niên, sự suy sụp thường bắt nguồn từ việc thiếu thốn tiền bạc. Sống trong xã hội ngoài kia, sự tôn trọng và thể hiện cũng được cân đo đong đếm bằng tiền và nguồn lực kinh tế. Người xưa có câu, có tiền thì có thể đi khắp thiên hạ, nhưng không tiền thì một tấc cũng chẳng bước nổi. Trong biển đời trông tranh này, tiền bạc là chiếc và giúp neo đậu và qua sông. Tuổi già sức yếu, không thể cứ trông cậy vào con cái, tự lập vẫn là điều quan trọng nhất. Có tiền bạc trong túi, làm gì cũng không cần xem sắc mặt của ai, cũng không phải sống phụ thuộc, còn giúp mình chữa lành mỗi khi bệnh tật, đau ốm. 2. Tập thể dục để dưỡng sinh. Hầu hết ai cũng biết lợi ích của việc tập thể dục và rèn luyện sức khỏe, nhưng vì lười biếng nên né tránh và trì hoãn. Người xưa nói, cần cù thiên hạ vô sự, lười biếng thế gian đại loạn. Có người đã già ở tuổi 60, nhưng có người tuổi đã 80, nhưng vẫn là cây lớn vững chãi. Tập thể dục là vũ khí tốt nhất của cuộc đời con người chống lại sự sói mòn của năm tháng tàn nhẫn, và nó cũng là liều thuốc tốt để chữa lành mọi thứ. Nền tảng của sắc đẹp là sức khỏe, và nền tảng của sức khỏe cần phải tập thể dục để duy trì. Những thay đổi do tập thể dục mang lại có thể không xuất hiện ngay lập tức, nhưng mồ hôi và nỗ lực bạn bỏ ra hàng ngày sẽ khiến bạn đủ đầy sức khỏe để tận hưởng hạnh phúc về lâu về dài. Giàu có hay tài giỏi đến mấy mà không có sức khỏe thì mọi thứ cũng thành vô dụng. 3. Đọc sách và học tập để dưỡng tâm. Cổ nhân đã nói, tuổi trẻ đọc sách như ngắm trăng qua khe hở, tuổi trung niên đọc sách như ngắm trăng trong sân đình. Kinh nghiệm nông hay sâu cũng từ đây mà ra. Tùy thuộc vào độ tuổi, cảm nhận và đúc kết khi đọc có thể khác nhau. Vì khi tuổi tác tăng dần, chúng ta càng trân trọng tính trần tục và những thăng trầm của cuộc sống trong cuốn sách. Đến tuổi trung niên, việc đọc không còn đơn thuần là đọc nữa, mà nhiều hơn là cảm giác và trạng thái tinh thần. Đây là sự tích lũy trí tuệ trong cuộc sống và đặt tâm hồn vào một thế giới phức tạp. Người tiếp thu cái mới thường sở hữu tâm hồn tràn đầy, được nuôi dưỡng bởi sách và ngôn từ. Đến tuổi trung niên, cuộc sống khó khăn. Nếu học tập nhiều hơn, trau dồi bản thân, thì sự nghiệp mới có thể khởi sắc. Chỉ bằng cách học tập bạn mới tìm thấy đường đi trong lạc lối nhất thời. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng đi vào tổng quan tử vi của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, quý vị nhé. Trời sinh tuổi Bính Ngọ có can và chi cùng hành hỏa, ngũ hành thuộc thủy, mệnh thiên hà thủy, là người có đầu óc thông minh, nhanh nhạy, vì hành thủy chủ trí tuệ. Nước mưa từ trên trời rơi xuống nên vốn là một loại nước tinh khiết, vì thế bản mệnh cũng là người tinh tế, tao nhã, có tác phong làm việc nhã nhặn, lịch thiệp. Bính Ngọ, hành lộ chi mã là người khá hướng ngoại, thích náo nhiệt cũng rất thạo chuyện xã giao. Mặt trái là họ có bản tính tò mò, hiếu kỳ, hay lo chuyện bao đồng. Song cũng nhờ nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà người này được rất nhiều người yêu mến. Họ có óc thẩm mỹ cao, luôn biết cách phối hợp những bộ trang phục của mình sao cho sành điệu, đẹp mắt và hợp mốt nhất. Tuổi Bính Ngọ cả thèm chóng chán, luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ, bởi vậy cuộc sống của họ thay đổi chỉ trong chớp mắt. Trong công việc, họ rất năng động và nhiệt tình, tuổi Bính Ngọ có thể đảm nhận nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần người khác, nhưng họ thường làm việc theo trực giác và hứng thú. Khi công việc ấy khiến tuổi Bính Ngọ cảm thấy nhàm chán, họ sẽ thay đổi và đi theo một luồng gió mới mẻ hơn. Cũng bởi sự thay đổi này mà đôi khi tuổi Bính Ngọ bỏ lỡ đi những cơ hội vận may cho chính mình, nhưng dù sao đó cũng là bản chất không thể thay đổi được của tuổi Bính Ngọ. Bù lại, họ không ngừng vận động, khám phá và thể hiện sự đam mê của mình trong mọi lĩnh vực, nhờ vậy mà họ cũng đạt được không ít thành tựu nổi bật. Tuổi Bính Ngọ tuy không giỏi kiềm chế, che giấu cảm xúc của mình, bên ngoài họ thể hiện như thế nào thì tâm trạng của họ sẽ đúng là như thế, nhưng họ lại rất thật thà, thẳng thắn và có tấm lòng cao cả tốt đẹp. Họ là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai, bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp. Tuổi Bính Ngọ đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình. Bởi vậy, khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào,
Người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Họ có nhiều ưu điểm đáng để người khác học tập, nhưng tuổi Bính Ngọ cũng có nhiều nhược điểm, thiếu sót cần khắc phục. Người này hay nóng nảy, vội vàng, thiếu kiên nhẫn và hiếm khi chịu lắng nghe ai. Họ dường như chỉ quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của cá nhân, mà không hòa đồng vào tập thể. Một công việc hôm nay có thể khiến tuổi Bính Ngọ vô cùng thích thú, hào hứng, nhưng ngày mai sẽ khiến cho họ nhàm chán, buông xuôi. Người tuổi này sẽ cảm thấy khó khăn để từ chối lời mời, lời đề nghị của người khác, dù họ không có hứng thú với việc đó. Đôi khi, sự mập mờ ấy đã đẩy họ vào những khó khăn, rắc rối hết lần này tới lần khác. Nếu không muốn chuốc lấy phiền phức thì tuổi Bính Ngọ nên điều chỉnh hành vi của mình, học cách từ chối trong một số trường hợp. Thời còn trẻ, tuổi Bính Ngọ thích đi du lịch ở khắp mọi nơi để khám phá, trải nghiệm những điều mới mẻ. Họ ít dành thời gian cho gia đình mình, bởi sự hấp dẫn, thú vị của cuộc sống bên ngoài. Bởi vậy họ sớm trưởng thành và tự lập hơn, biết tự chăm lo cho cuộc sống của mình. Tính cách của người này có phần hoang dã, yêu thiên nhiên và thích hưởng thụ cuộc sống tự do cùng những người bạn của mình. Khi trưởng thành, tuổi Bính Ngọ có nhiều ước mơ, hoài bão và quyết tâm xây dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng. Dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, gian nan, thử thách, ý chí của tuổi Bính Ngọ vẫn không bị mai một, ngược lại họ càng quyết tâm cố gắng, phấn đấu để đạt được những gì mình mong muốn. Cuộc sống của họ nhờ vậy mà tràn đầy niềm vui, thoải mái, lạc quan và yêu đời. Tuổi Bính Ngọ thích những nơi đông người và luôn có mặt trong những buổi sự kiện quan trọng. Họ rất tự tin và cởi mở, đó là lý do tại sao tuổi Bính Ngọ có nhiều mối quan hệ rộng rãi. Trước đám đông, họ thu hút được sự chú ý của mọi người bởi tài năng giao tiếp khéo léo và phong cách thời trang độc đáo của mình. Tuổi Bính Ngọ biết cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Họ không bao giờ làm việc quá sức để ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Người này thường xuyên tham gia những hoạt động thể thao để rèn luyện cho mình sự nhanh nhẹn và khỏe mạnh về thể chất. Những người này đa số có vẻ bề ngoài rất lịch lãm, hào hoa và thu hút người khác. Họ biết phát huy những điểm mạnh của mình để tạo ấn tượng cho đối phương ngay từ lần gặp đầu tiên. Tuổi Bính Ngọ năng động, nhiệt tình trong công việc, nhưng bản tính đứng núi này trông núi nọ khiến cho người này dễ có những thay đổi về công việc. Tuổi Bính Ngọ có thể thích hợp với những công việc của một nhà đầu tư, kinh doanh bất động sản, thư ký, phóng viên, nhiếp ảnh. Những nghề đó sẽ giúp họ phát huy tối đa tài năng, đam mê và sở thích của mình. Nếu như trở thành chủ kinh doanh, tuổi Bính Ngọ sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn, tư duy logic và con mắt nhìn xa trông rộng, giúp họ có những đánh giá chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó phát triển những mặt hàng đem lại lợi ích cho mình và mọi người xung quanh. Những người này giỏi kiếm tiền và thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mỗi khi khó khăn, họ lại có quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Bởi vậy những người này không bao giờ gặp phải thiếu thốn. Họ khéo léo tạo dựng cho mình nhiều mối quan hệ làm ăn, bạn bè trong mọi lĩnh vực. Điều đó giúp cho tuổi Bính Ngọ học hỏi được nhiều kinh nghiệm mới cho bản thân mình. Phụ nữ tuổi Bính Ngọ năng động, tài giỏi và rất đảm đang. Họ có thể vừa làm tốt vai trò của một người phụ nữ nội trợ, vừa tham gia xây dựng kinh tế gia đình, là cánh tay phải đắc lực cho công việc của chồng. Còn đàn ông tuổi Bính Ngọ, khi kết hôn hết mực chăm lo cho vợ con, xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng thủy chung, yêu thương nhau. Đặc biệt, người này tính cách vui vẻ, lạc quan yêu đời, nên dù có gặp những vướng mắc, trở ngại nhỏ trên đường đời, thì họ cũng hoàn toàn không để tâm, mà vẫn giữ thái độ sống rất tích cực. Nhờ vậy mà trên chặng đường sự nghiệp tuổi Bính Ngọ luôn có quý nhân phù trợ lúc khó khăn. Công danh gây dựng được từ tiền vận đến hậu vận thì càng rạng rỡ, sự nghiệp vững chãi, tài vận dồi dào, từ trung vận trở đi, không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Và tháng 11 và 12 âm lịch năm 2023 Quý Mão tới đây chính là thời điểm bùng nổ vận may của bạn. Đây được dự báo là tháng phát tài phát lộc rực rỡ, tiền bạc ùn ùn đổ về của con giáp này. Xem tử vi cho thấy, người tuổi Bính Ngọ đón khá nhiều tin tích cực sau bao ngày ngóng trông, cụ thể trong 2 tháng cuối năm 2023 này. Cát vận tăng tiến nhanh chóng, hung vận đã lùi xa, trả lại cho bản mệnh sự tự tin và cảm giác nhẹ nhõm nhờ chính những nỗ lực bền bỉ trước đó của bạn. Được tam hợp cục hậu thuẫn, thêm cả các tinh chủ về công danh chiếu mệnh, sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ trong 2 tháng cuối cùng này sẽ tràn đầy may mắn. Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và chinh phục được những nấc thang quan trọng. Những việc bạn làm đều được ghi nhận và đánh giá xứng đáng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì có thể chọn thời điểm này để tiến hành. Chẳng những vậy, vận trình tài chính cũng đang trên đà tăng tiến. Có thể một lần nữa khẳng định rằng may mắn đang đứng về phía con giáp này. Bạn sẽ nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo, giúp tiến hành kế hoạch đã đề ra từ trước đó. Những khoản đầu tư lúc này có vẻ hứa hẹn, nhưng bạn vẫn chỉ nên đầu tư nhỏ thôi, bởi không thể nào lường hết được những rủi ro tiềm ẩn.
chuyện tình cảm của Bính Ngọ sẽ vô cùng đáng nhớ trong 2 tháng tới, khi bản mệnh sẽ có khoảng thời gian thú vị và ngọt ngào bên cạnh những người thân yêu nhất của mình. Đối với những người độc thân, bạn sẽ có nhiều cơ hội để làm quen, gặp gỡ với người khác giới và từ đó có thể tìm thấy một nửa của mình. Sức khỏe ổn định, khi các kế hoạch chăm sóc bản thân, rèn luyện thể dục thể thao của bạn đang phát huy tác dụng, bản mệnh nên duy trì các thói quen sinh hoạt của mình về lâu về dài. Đầu tiên, xét phương diện công danh sự nghiệp. Trong 2 tháng tới, vận trình sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ nhờ được sự hậu thuẫn của nhiều quý tinh nên thăng hạng rõ rệt, vừa được Tam hội Thái Tuế che chở, lại có cả Nguyệt lệnh Lâm Trường Sinh hỗ trợ. Đây là 2 tháng quý nhân luôn song hành trên mỗi bước thành công của bản mệnh. Mọi việc có chiều hướng đi lên, nhân lúc này hãy tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định ấp ủ từ trước đó vì khả năng thành công rất cao. Những việc cô bác đã bỏ dở từ tháng trước hay muốn thực hiện mà chưa có cơ hội thì hầu hết đều được tái khởi động và phát triển thuận lợi trong 2 tháng này, xua tan mây mù ảm đạm. Thời điểm có đủ cả thiên thời địa lợi nhân hòa như này, nếu Bính Ngọ không tận dụng để bứt phá thì sẽ rất khó tìm được một cơ hội ngàn vàng tương tự như này nữa đấy nhé. Quý nhân sẽ đến và giúp đỡ cô bác nhiệt tình và đó không phải là ai quá xa lạ, đối phương có thể là đồng nghiệp, cấp trên, một người bạn cũ. Nhìn chung những cuộc gặp gỡ trao đổi trong thời gian này đều có thể đem tới cho bản mệnh những thông tin hữu ích, tạo điều kiện để con giáp này chạm tay tới mục tiêu của mình. Thời điểm này cũng cho thấy rõ tinh thần làm việc hăng say của Bính Ngọ, không còn là giai đoạn ngồi chờ việc đến với mình nữa, cô bác chủ động, xông xáo hơn hẳn. Bản mệnh cũng có định hướng rõ ràng hơn trong công việc, nhờ đó không còn cảm thấy nhàm chán hay bế tắc như trước. Tuy nhiên bản mệnh cần đặc biệt lưu ý rằng, trong 2 tháng tới xuất hiện hung tinh chủ về gánh vác công việc lớn và trọng đại, sẽ có nhiều áp lực hơn, nhưng nhờ vậy, cô bác sẽ dễ dàng thể hiện được tài năng và bản lĩnh của mình. Có điều, ở mặt khác hung tinh đem tới nhiều rắc rối, có thể cô bác sẽ phải đối mặt với tiểu nhân chọc phá, gây họa thị phi, điều tiếng gièm pha có thể ập tới bất cứ lúc nào. Cô bác nên hành sự cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, làm đến đâu chắc đến đấy, việc mình làm, chớ nên khoe khoang hay đao to búa lớn, kẻo thu hút tiểu nhân quấy phá. Trong quá trình thực hiện công việc có thể gặp trở ngại, nhưng với các điều kiện thuận lợi đang sẵn có, cô bác sẽ được giúp đỡ rất nhiều để vượt qua khó khăn, không phải lo nghĩ nhiều. Nhưng cái chính là bản mệnh càng cần phải suy nghĩ tích cực, hành sự thận trọng và không ngừng nỗ lực vươn lên, át thành công sẽ tới. Về phương diện tài lộc, tử vi tháng 11 và 12 âm lịch nhận định về phương diện tài lộc, tài chính của những người tuổi Bính Ngọ cũng khởi sắc rõ rệt, tiền bạc không còn là vấn đề khiến cô bác phải bận tâm lo nghĩ ở thời điểm này. Có tài tinh thực thần chiếu mệnh, các nguồn thu tăng tiến nhanh chóng, dù là làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán đều đạt được những thành quả xứng đáng. Trong 2 tháng tới lương và thưởng đều có xu hướng tăng, bản mệnh làm bao nhiêu, hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra thu được thành quả xứng đáng. Đặc biệt, chuyện làm ăn kinh doanh của những chú ngựa sẽ khá suôn sẻ và thuận lợi, cuối năm hàng hóa bán chạy như tôm tươi, dường như chẳng còn chút hàng tồn nào trong kho, vì hàng về đến đâu là khách dục phát hàng tới đó, con giáp này hơn người ở chỗ nắm bắt được thị hiếu thị trường, cũng đón được đúng thời cơ, nên bên cạnh may mắn là thực lực chẳng ai vượt qua được, tiền cũng vì thế mà về đầy túi. Tuy vậy, hung tinh thiên quan kết hợp với thiên cầu cảnh báo các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn khá mong manh, nếu không chú ý thắt chặt sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Đặc biệt bản mệnh cần đề cao cảnh giác những kẻ lừa đảo, những người kinh doanh được khuyên làm ăn, buôn bán, phải thận trọng trước những chiêu trò của đối thủ cạnh tranh. Để giữ được lợi thế của mình, cô bác có thể dành thêm thời gian để quan sát đối thủ, có câu biết người biết ta trong trận trăm thắng, thông qua việc quan sát đó. Bạn có thể nắm bắt hướng đi của đối thủ để có phương án phòng bị phù hợp, lại có thể học tập được từ chính đối phương để điều chỉnh lại bản thân mình. Trong lúc này, những ai làm trong lĩnh vực tài chính, bán hàng, bất động sản cần chú ý theo dõi biến động thị trường, tránh vì chạy theo cái lợi trước mắt mà đưa ra phán đoán sai lầm gây thiệt hại tiền của. Theo phong thủy phi tinh, ở góc Tây Nam góc của lục bạch phi tinh, mệnh chủ có thể đặt thêm vật phẩm phong thủy bằng thạch anh vàng, thạch anh mắt hổ hay chậu tụ bảo, cây kim tiền để giúp tài lộc thêm phần vượng phát. Về phương diện sức khỏe, theo dõi tử vi sức khỏe tháng 11 và 12 năm 2023 của tuổi Bính Ngọ âm lịch thấy rằng, may mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Bính Ngọ cũng khá ổn định trong thời điểm này. Công việc căng thẳng, bạn cần tìm cách giảm căng thẳng kịp thời, như vậy thì sẽ không có gì cần phải lo lắng. Hãy sắp xếp thời gian biểu khoa học để làm việc vừa đạt chất lượng cao vừa đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tỉnh táo thì bản mệnh làm việc gì cũng sẽ hiệu quả hơn,
hạn chế được nhiều sai sót. Ngoài ra cuối năm đường xá đông đúc, nhiều vụ cướp giật, đi đâu làm gì cũng nên cẩn thận đề phòng để giữ an toàn cho bản thân và gia đình mình, quý cô bác Bính Ngọ nhé. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Xem vận trình tình duyên tuổi Bính Ngọ trong 2 tháng cuối năm Quý Mão, bản mệnh có được hạnh phúc mà nhiều người mơ ước, gia đình hòa thuận ấm êm, vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho nhau, con cái ngoan ngoãn thông minh. Tuy nhiên, chẳng phải tự nhiên mà có được hạnh phúc lớn tới vậy đâu, con giáp này cũng phải đi qua bao nhiêu giông gió, kiên trì giữ vững tình yêu của mình thì mới có thể có được tổ ấm bao người mơ ước. Bạn hiểu rằng, những mâu thuẫn, những xung đột trong cuộc sống là điều chẳng thể tránh khỏi, tuổi Bính Ngọ chấp nhận điểm thiếu sót của đối phương, nhìn vào mặt tốt của nhau để sống. Một số cặp đôi trong thời gian này sẽ đón thêm tin vui về chuyện con cái như cưới hỏi, thêm cháu chắt trong nhà, hãy chuẩn bị tinh thần để chào thiên thần nhỏ đến với thế giới này. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang vượng vận của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. 1. Tử vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, trong tháng 11 âm lịch. Bước sang tháng 11 năm 2023 âm lịch, nguyệt lệnh tử cho thấy bạn do dự, không tự tin, làm gì cũng không chắc chắn. Thời gian này người tuổi Bính Ngọ nếu không xác định được lập trường vững vàng, thì bạn khó có thể vượt qua những thử thách. Hãy chấp nhận đối mặt với trở ngại và xem đó là bài học quan trọng của cuộc đời mình. Chỉ có như thế bạn mới có thể đạt được những điều mình mong muốn. Hơn nữa, khi bạn nhận ra điểm yếu của bản thân, bạn sẽ biết cần kết hợp cùng ai để hỗ trợ cho nhiệm vụ của mình. Nhớ rằng bạn không thể một mình tạo nên tất cả. Sự đóng góp của những người xung quanh có ý nghĩa đặc biệt hơn bao giờ hết, hợp tác giúp mục tiêu của bạn được hoàn thành nhanh chóng và dễ dàng hơn. Xuất hiện thương quan trong tháng này, do đó bản mệnh nên cố gắng tránh các cuộc gặp gỡ, thương thảo quan trọng, nhất là với những đối tác bạn chưa biết rõ, cẩn trọng với ngôn từ, tránh hài hước quá mức, vì không phải ai cũng có thể hiểu đúng ý bạn lúc này. Đại hao khiến con giáp tuổi Bính Ngọ không ngừng chi tiêu cho những việc không có trong kế hoạch như sinh nhật, cưới xin, thăm người ốm. Chúng gây ra sự thâm hụt không nhỏ cho tài khoản của bạn. Ngũ hành xung khắc dự báo, đời sống tình cảm của bản mệnh trong tháng này không có gì khởi sắc, thậm chí hay cãi cọ khiến bạn trở thành người khó gần, trong khi chính bạn lại ngạc nhiên vì cách phản ứng tiêu cực của mọi người với mình. May mắn là lúc bạn cảm thấy bức xúc, khó khăn nhất thì giải thần ghé thăm giúp giải ách, trừ hung, nhờ thế mà vấn đề có căng thẳng đến mấy cuối cùng cũng có cách xử lý hợp tình, hợp lý. Quý nhân, Dần, Tỵ, Tiểu nhân, Mão, Hợi, màu sắc may mắn, hồng, xanh lá, con số may mắn, 22, 91, 01. 2. Tử vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 năm 2023, tuổi Bính Ngọ âm lịch, được tam hợp và nhiều cát tinh hậu thuẫn, mọi việc của Bính Ngọ trong tháng chạp này đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Thần may mắn đang đứng về phía bạn, nên con giáp này nhìn thấy được nhiều cơ hội phát triển cho bản thân, thậm chí còn vạch rõ định hướng trong năm mới. Sự nghiệp của người tuổi này không những sẽ có bước tiến rõ ràng, mà còn có cơ hội gặp quý nhân, được dìu dắt và chỉ đường dẫn lối, có ưu thế nổi trội. Tuy nhiên, bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập dịp cuối năm, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, tránh phát ngôn thiếu chuẩn mực, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Tuổi Bính Ngọ trong tháng này có mức thưởng cao, các nguồn thu nhập cũng được cải thiện, người làm kinh doanh đón lộc về nhờ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm tăng mạnh. Nhìn chung, bạn không có gì phải lo lắng về tài chính, cứ chăm chỉ làm tốt việc của mình thì thu nhập sẽ rất rủng rỉnh. Đường tình duyên của tuổi Bính Ngọ cũng thuận lợi hơn, đào hoa khởi sắc rực rỡ, bán hợp làm tăng sức hút, tạo ra nhiều mối nhân duyên bất ngờ, sẽ rất có lợi cho người độc thân, đôi lứa, vợ chồng cũng hàn gắn rạn nứt nhanh chóng, gìn giữ hòa khí gia đình, các thành viên sum vầy chuẩn bị đón Tết. Đối với phương diện sức khỏe, con giáp này cần chú ý chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, tránh bệnh cũ tái phát. Tháng này có hung tinh Bạch Hổ án ngữ, dự báo những hung hiểm, tai nạn mà bạn có thể gặp phải. Do đó, Bính Ngọ cũng nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu bia hay sử dụng chất kích thích khác. Quý nhân, Thìn, Dậu, Tiểu nhân, Dần, Hợi, màu sắc cát tường, hồng, cam, con số may mắn, 34, 91, 38. Thưa quý vị, dân gian có câu, thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể thấy thời gian tới, người tuổi Bính Ngọ sẽ có cả thiên thời địa lợi, chỉ còn thiếu yếu tố nhân hòa nữa là mưu sự lớn dễ thành, gặt hái thành quả rực rỡ. Và để giúp bản mệnh tuổi Bính Ngọ dễ dàng tìm được quý nhân và tránh kẻ tiểu nhân, sau đây sẽ là những tuổi hợp kết giao với tuổi Bính Ngọ,
sinh năm 1966, dựa theo can chi ngũ hành. 1. Người tuổi Bính Ngọ với tuổi Tý. Trên phương diện hợp tác làm ăn, những mặt đối lập, trái ngược lại càng giúp họ bổ sung, hỗ trợ nhau, cùng chung mục tiêu và lý tưởng. Đây có lẽ là một sự hợp tác khá ăn ý, đạt hiệu quả cao và gặt hái được nhiều thành công. 2. Người tuổi Bính Ngọ với tuổi Sửu. Trên phương diện đối tác làm ăn, chưa chắc cặp đôi này đã đạt được thành công như mong muốn, bởi Ngọ hay thay đổi, không có mục tiêu hướng đi rõ ràng, và Sửu sẽ không thể chịu được khi luôn phải chạy theo những ý tưởng của Ngọ. 3. Người tuổi Bính Ngọ với tuổi Mão. Trên phương diện hợp tác làm ăn, sự kết hợp giữa Mão và Ngọ chưa đạt được hiệu quả cao, bởi Ngọ thiếu đi kiên trì, nhẫn nại, còn Mão lại thiếu đi sự thực tế, bởi vậy không ít lần mối quan hệ này xảy ra mâu thuẫn, xung đột. 4. Người tuổi Bính Ngọ với tuổi Dần. Nếu trở thành đối tác làm ăn, họ cũng sẽ dễ dàng ăn khớp với nhau, bởi Dần và Ngọ đều có chung mục tiêu, quan điểm và sở thích. Tuy nhiên cũng có đôi lúc mối quan hệ này xảy ra nhiều mâu thuẫn, không ai chịu nhường ai, do cái tôi của cả hai đều quá mạnh mẽ. 5. Người tuổi Bính Ngọ với tuổi Thìn. Mối quan hệ hợp tác làm ăn của Thìn và Ngọ sẽ mang đến hiệu quả cao và đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Rồng và Ngựa đều là những người phóng khoáng, nhanh nhạy và thông minh. Họ dễ dàng trở nên hòa hợp trong từng kế hoạch, dự định, đặc biệt là Rồng sẽ mang lại nhiều may mắn cho công việc và cuộc sống của Ngựa. 6. Người tuổi Bính Ngọ với tuổi Tỵ. Cũng do những điểm khác biệt, trái ngược ấy mà mối quan hệ hợp tác làm ăn của họ khó có thể lâu dài, bền vững được. Bởi thực tế, Ngọ và Tỵ đều có những hướng đi riêng, mục tiêu riêng, không thể thống nhất hòa hợp với nhau được. 7. Người tuổi Bính Ngọ với tuổi Ngọ. Công việc làm ăn của hai người tuổi Ngọ sẽ rất phát triển và đạt được nhiều thành công. Họ rất chăm chỉ và luôn bận rộn với khối lượng công việc của mình. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu, tuổi Ngọ sẽ không bao giờ chán nản, bỏ cuộc. 8. Người tuổi Bính Ngọ với tuổi Thân. Thân và Ngọ khó có thể tìm được những tiếng nói chung trong công việc hợp tác làm ăn, bởi sự thiếu kiên trì, dễ thay đổi của Ngọ khiến cho Thân không thể nào thích ứng được. Hơn nữa hai con giáp này có nhiều mục tiêu, lý tưởng khác nhau, vì vậy mối quan hệ của Thân và Ngọ sẽ có nhiều mâu thuẫn, xung đột. 9. Người tuổi Bính Ngọ với tuổi Mùi. Trên phương diện hợp tác làm ăn, mối quan hệ này sẽ đạt được nhiều hiệu quả cao nếu như Dê là người đứng đầu, tổ chức công việc, bởi người tuổi Mùi có con mắt nhìn xa trông rộng, thấu hiểu vấn đề, luôn có những hướng đi đúng đắn để đạt được thành công. 10. Người tuổi Bính Ngọ với tuổi Dậu. Nếu hợp tác làm ăn, tuổi Dậu và tuổi Ngọ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Dậu phù hợp với vai trò của một người tổ chức, lãnh đạo, còn Ngọ sẽ là người đứng phía sau ủng hộ, giúp đỡ Dậu trong việc phán xét, giải quyết những vấn đề khó khăn. 11. Người tuổi Bính Ngọ với tuổi Tuất. Tuất và Ngọ đều có chung mục tiêu để cố gắng phấn đấu, vì vậy họ có thể trở thành những người đồng nghiệp trên phương diện làm ăn. Hai con giáp này đều có khả năng nhìn xa trông rộng, nắm bắt và giải quyết vấn đề một cách nhanh nhạy, chính xác. 12. Người tuổi Bính Ngọ với tuổi Hợi. Nếu hợp tác làm ăn với nhau, Hợi và Ngọ sẽ đạt được hiệu quả cao, tuy nhiên mối quan hệ này cũng xảy ra khá nhiều mâu thuẫn khi cả hai bên đều tìm được tiếng nói chung. Hợi và Ngọ cùng thúc đẩy nhau tiến lên phía trước, nhưng khi Ngọ chuyển hướng sang mục tiêu khác, những mâu thuẫn sẽ bắt đầu xảy ra. Và sau đây là 3 bí mật cải vận dành cho tuổi Bính Ngọ trong 2 tháng cuối năm 2023 này. Quý cô bác hãy tu tâm dưỡng tính và lắng nghe lời cổ nhân dạy về giao tiếp, cứ nói mãi 3 điều này chẳng khác vứt bỏ vận may, càng nói càng khổ. 1. Những bí mật ẩn sâu trong đáy lòng. Đừng nói bí mật với gió, bởi gió sẽ thổi khắp rừng xanh. Đừng nói bí mật với bạn bè, vì bạn bè cũng sẽ nói lại với bạn bè của họ. Bí mật sở dĩ gọi là bí mật bởi vì nó ẩn chứa những điều riêng tư cá nhân, bao gồm những bí mật mà chúng ta không thể nói cho người ngoài biết được. Mỗi người đều có những bí mật, những khoảng trời giấu kín trong lòng, chúng nằm gọn trong những góc sâu nhất của trái tim chúng ta. Hãy nhớ bí mật chính là tù nhân của họ. Nếu để lộ ra ngoài, bạn sẽ là tù nhân của nó. Khi giữ kín thì bí mật sẽ là đầy tớ trung thành, nhưng khi bị tiết lộ thì bí mật sẽ trở thành tai họa cho chủ nhân. Nếu một người tiết lộ bí mật, dù chỉ là một chút xíu thì cũng sẽ khó mà có được cảm giác an tâm, bởi vì bạn không thể biết được người khác có lấy bí mật đó để đối phó với bạn hay không. Thế nên dù có thân thiết đến mấy cũng đừng kể những bí mật của mình, nếu đã là bí mật thì nên chôn sâu ở trong lòng, đừng tùy tiện nói ra. 2. Những oán hận trong lòng. Cuộc sống này khó mà tránh khỏi những lúc thấy bất công, tức giận, lúc đó chỉ muốn nói ra cho bằng hết, nhưng chính ở những thời điểm như vậy
thì bạn lại càng phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, bởi vì khi đang ở trong trạng thái cảm xúc tiêu cực thì khó mà nói được những lời dễ nghe. Hơn nữa, cảnh mỗi người là khác nhau, nếu bạn phàn nàn với người khác thì chưa chắc họ đã có thể đồng cảm được với bạn. Đôi khi những bất bình mà trong tâm bạn phàn nàn với ai, thì vấn đề của bạn sẽ càng rắc rối hơn, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra, khi nói chuyện với người khác. Bất kể là thân thiết đến mấy, thì cũng tránh nói những nỗi oán hận ở trong tâm, hãy nói những điều tốt đẹp về người khác và giữ lại phúc khí cho bản thân. 3. Những ưu điểm của bản thân. Dù bạn giàu sang thế nào, đạt được nhiều thành tựu ra sao, thì cũng đừng mang ra so sánh với bất kỳ ai cả. Bởi có ít người có thể cảm nhận được hạnh phúc đối với những thành công của bạn, bạn khoe khoang ra ngoài sẽ rất dễ làm cho người khác ghen tị, thậm chí là thù hận. Có người ở vị trí thấp hơn bạn sẽ không nghĩ tới việc phấn đấu để được như bạn, mà họ chỉ nghĩ làm sao để dìm bạn xuống thấp giống như họ. Vâng, chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình lần sau.